Xin kính chào quý vị và quý bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì mình xin giới thiệu anh em một cái dòng đẩy hai kênh của JBL, mã hàng là PA2004, một trong những con đẩy hai kênh công suất nhỏ sử dụng cho phòng karaoke gia đình, với công suất là 400W một kênh, 400W một kênh nhé, để sử dụng cho một cái phòng gia đình đánh những cái cặp loa như là loa bass 25, loa bass 30. Bass 30 với cái độ từ của nó là tầm từ 170 côn 63 để đánh cao cho anh em. Với con này có thể đánh lên được giá cao nhất đấy là con bass 30 từ 190 côn 76 là tiếng rất hot tiếng. Về con này thì về phần ruột của nó so với con PA2005 thì nó chạy thì cái nguồn của nó nguồn nhỏ hơn, một cái nguồn đồng nhưng mà biên chế đồng nhỏ hơn nhé, cái tiện đồng nhỏ hơn. Và cái phần nguồn tụ của nó thì vẫn là như nhau, vẫn là tụ 63V và 10.000 microfarad, chạy 4 tụ. Còn bên phần vì công suất thì nó chạy 16 con sò, 16 sò Toshiba 1943 anh em nhé. Và nó sẽ thiếu một con đèn kích, thiếu một con đèn kích so với con công suất 500W là con 2005. Và đây là một sản phẩm hàng mới 100% được bảo hành 12 tháng anh em nhé, cho anh em yên tâm sử dụng. Đấy, cho anh em khi lựa chọn con đẩy thì lựa chọn con đẩy cho phù hợp mình, nhằm đỡ phải tốn những cái chi phí không đáng có cho anh em. Chọn con đẩy nó phù hợp cho gia đình mình sử dụng. Thì nếu như phòng mình chung cư nhỏ thì mình chỉ chơi những cái tên tầng như này thôi. Không giống như những cái nhà nó rộng hơn thì mình nên chơi những con công suất lớn hơn một chút. Đấy, thì mình sẽ đánh qua được con này. Và đang đánh vào con loa bass 30 nha anh em nhé. Sẽ test cho anh em xem. Bên nhau sao tình xa vạn ly, cách biệt mấy xưa kể. Ngày đi mắt đẹp xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu. Lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu đường phố khóc bao xa. Karaoke như đánh loa tiếng sáng, và đặc biệt của cái dòng đẩy RA thì nó mạch của nó rất là dễ sửa dễ chỉnh. Nếu như sau này anh em muốn thời gian hết bảo hành thì anh em có thể sửa rất là đơn giản, mà nó rất là bền máy, chạy rất là mát máy êm. Đấy là về phần nội thất cũng như là mình đã thử qua chất tiếng cho anh em. Và đây là phần phía sau của nó. Phần phía sau của nó thì nó gồm có là một cái tín hiệu vào đây. Đây là một cái dây Canon tín hiệu vào này. Đây là hai cái dây đấu ra loa, một cái cổng như check này, Spectrum này. Đấy, đưa ra hai loa. Và nếu anh em không có loa cái cổng Spectrum này thì mình thể đấu bằng cái cọc đỏ đen này. Cái cọc đỏ đen này vẫn bình thường nhé. Tiếng ra thì không có sự khác biệt so với hai cái dạng cổng này. Nó không có sự khác biệt về âm thanh, anh em hiểu không? Đấy. Về cái sản phẩm này thì có giá mình bán là 3.900.000 đấy em nhé, tại Nghĩa Audio tại thời điểm này. Còn nếu những thời điểm sau nên giá lên xuống như nào thì nó theo từng thời điểm. Anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0934573743 để biết chính xác được là giá còn hiện tại nó là bao nhiêu anh em nhé. Xin chào anh em nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận thêm những sản phẩm khác của bên mình nhé.